Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món hủ quà xào trứng mọi người, với cây thảo mọi người, với ba chỉ mọi người, ba chỉ kho với trứng mọi người, ba chỉ kho trứng đậu phụ cà mọi người, cà tím mọi người, ba chỉ đậu phụ cà tím với trứng mọi người, ăn kèm có dưa leo mọi người, dưa leo với dưa hấu mọi người, watermelon mọi người, nước chấm có nước mắm màng mọi người, mắm chanh tỏi ớt mọi người. Như bánh chưng chiên mọi người, tráng miệng có chuối chín mọi người, chuối lai xin, chuối sứ chín mọi người, như xoài mọi người, xoài giò mọi người, như trái mặn mọi người, quả dồi mọi người, nước uống có trà đá mọi người, trà lài mọi người, như dụ Jager Meister mọi người. Đây mọi người, ba chỉ đậu phụ mọi người, cà tím trứng mọi người, trứng cà tím, rồi trứng cà tím. Này hủ qua xào trứng cải thảo mọi người, trứng với cải thảo. Bên này dưa leo với dưa hấu mọi người, watermelon mọi người, mấy cái lon water mọi người. Cơm mọi người. Quả dồi mọi người, trái mặn mọi người, chuối mọi người, chuối chín mọi người, chuối xiêm, chuối sứ chín mọi người. Nước mắm màng mọi người, mắm chanh tỏi ớt mọi người. Bánh chưng chiên mọi người. Chén không mọi người, chén không bình xương đậu. Muối mọi người, muối ớt giang mọi người. Xôi mọi người, xôi giò mọi người. Ly dụ mọi người, Jager Meister mọi người. Ly trà đá mọi người, trà đá trà lại mọi người. Muỗng mọi người. Đổ mọi người. Mời mọi người ăn cơm, cơm mọi người, cơm thôi, cùng lên cái mọi người. Vụ này nó ngọt sẵn mọi người, không có để đường nữa, hôm nay không có để đường nữa. Tại vụ này nó ngọt luôn, uống như nước ngọt luôn. Nó thơm cái mùi sả sợi đúng không ạ? Mùi sả sợi chân dương đúng không ạ? Giang luôn. Bây giờ cảm giác uống nói như uống nước ngọt luôn rồi. Hôm qua đắng mà cài thở nó dùng giòn ngon rồi. Cùng lên cái mà cảm giác như uống rượu pha nước ngọt không à.
sợi gỗ không phải uống mà không biết mà chơi thế thì chơi nó nhỏ nhỏ không à, mà kiểu nó cũ lắm không à, không biết cái hãng nó còn còn máy không à, sao thì Trường Dương chỉ có bán như loại đó không à. Mình sao nó mua lon mà, hoặc là mấy loại kem mà không sao thì như uống mà không thơm bằng rồi. Cái xá xị Trường Dương nó thơm, nó mùi nó đặc trưng hơn mọi người, nó thơm hơn mấy loại kia, mấy loại kia thơm nhẹ cộng lên lắm rồi. Này có lắc đá nhưng mà vẫn còn hơi ngọt không, này uống này chắc đẩy đá không rồi. Thấy bằng cái bình này có chạm đá luôn. Đúng ngon rồi. Cái thịt kho này ngon luôn. Kho nước dừa ăn ngon luôn. Ngon. Dù này uống hồi nó hơi ngán, chắc nó ngọt quá hơi ngán. Thịt gì là nó lại dai mà gắn vừa ăn mình. Các bạn nên chành để vô thử uống thử mọi người, uống hồi ngán quá rồi. Ugh.
Ua đúng đắng luôn. Ngon, hậu đắng ngon. Ăn hậu đắng với của em luôn. Nước ngon mà. Nước không mà. Mình chờ sẵn nó quay quay đúng không ạ? Cơm vụ này được cái thơm không ạ? Uống như vậy nó không đã giờ cái vụ kia mà. Dễ nhớ quá. Xong rồi sẽ xây nữa. Mày kêu giống như vụ sẽ xây mà. Cùng lên gán mà. Dằn chanh vô đỡ ngán rồi. Cái giống như nó ngọt quá mà. Ngon cũng giót hơi nhiều. Rồi ngỡ đi. Cái gỗ cũng quen mùi luôn rồi, quen mùi sẽ xài á, à, cảm giác không lạ luôn rồi, nhưng mà vẫn thơm rồi, mùi sẽ xài. Bánh chanh chiên đúng ngon rồi, ngắn giòn rồi, đúng ngoài nhìn giòn, nghe có tương ớt không à, chấm ngon. Nay chơi còn giòn hơn ngon luôn. Chị chơi đúng không? Chưa ăn cái no tới dèo luôn rồi. Ăn này nó tại có nếp đúng rồi. Lâu đói. Ngon mọi người, vô. Xinh xinh rồi đó mọi người, vừa quay đây. Đúng ngon mùi sẽ xảy luôn mọi người. Thì cha mùi sẽ xảy.
cây đỏ nó ngọt hay cây bơ nó ngọt luôn, không ăn nổi đâu mọi người. Này là uống hành nhiều hơn bình thường, nó dụ này 40 độ mà chứ uống tại biết nó nhẹ hơn cái vụ ấy nữa mà. Sánh quá à. Bằng chấm muối ngọt. Chứ dù ấy, quê mùa sẽ xì người, nên là uống thấy nó ngán mà. Mưa ớt nó sạc mưa. Mưa hoài mưa. Giống như ngày hàng tới sớm mà. Giống như món thịt khỏi trứng luôn mà. Kho đúng ngon, cái bà chỉ nó mềm luôn mà, ngon. Chà, đi đâu đồ hủ, đồ hủ nó cũng thấm luôn. Như bánh chân luôn mà, bánh chân của miền Bắc luôn mà. Thời tết mới có mà. Nói chung là bánh chân mà ăn mà gói sẵn mà cảm giác cái chỗ này gói ăn không ngon lắm mà. Ăn nó bình thường lắm mà, giống như bánh tét mà nhưng mỡ mà ăn nó không ấy lắm, nhưng mà chiên ăn lại ngon mà ngứa mà chiên cảm giác nó giòn ngon giống như xôi chiên ấy, thì miếng tương ớt nó ăn đúng ngon mà. Nó giòn giòn á, ngon. Đáng lý là cái nhân nó phải nó nhiều nó thấm luôn rồi, ăn nó mới ngon rồi. Sợ là thôi là có ăn cái bánh rồi, nó có thì giống như thế này mọi người, có thịt mỡ mọi người, thì nhân đậu xanh mọi người, có nấm tai mèo mọi người, nấm á, như trứng mọi người, nướng sao cảm giác nó vừa ăn lắm mọi người, không phải làm sao mà cho nước nó chảy ra mọi người, thấm vô cái nếp mọi người, cái xôi á. Ăn nó đúng ngon mà, hoặc là nó ăn giòn mà. Cũng cái nhân này nó hơi đơn giản mà. Với lại nó cái nó cũng không thấm lắm luôn rồi. Ăn nó với xôi á, cảm giác nó hơi lạ mà. Nó hơi ấy, nó chưa có thấm á. Chắc cái nhân nó phải xào mà. Nhân vậy phải xào á, xào cho nó thấm á. Cái xong mới gói mà. Cảm giác ăn nó ngon hơn mà. Tại vì cái nếp, xôi nếp mình luôn mà. Thì mọi người nghĩ thì nó giống như xôi mặn nha mọi người. Xôi nó lạc lạc á, ăn kêu phải thấm ăn mới ngon mọi người. Thì cân bằng sao đâu cho nó ấy. Cho nên lúc trước tưởng bánh chưng nó có nhiều cái nguyên liệu mọi người, ăn nó ngon. Thời gian dày thì nó, cái này thì ăn nó hơi đơn giản mà. Nó không khác gì bánh tét mà nhân mỡ hết mà. Nói chung bánh tét nhân mỡ ăn cũng được không, chứ không ngon không. Chứ bánh tét mà có nhân ngọt á, ăn thì nó ngon hơn. Còn cái tôi nói thì nó là do cái bánh nó bánh ú cho mình, bánh ú mặn đúng không? Mình làm đúng rồi, tại vì muốn ăn giống như ở miền Bắc mà nhân nó đầy đủ hơn mà. Tại miền Nam bánh tét nó hơi đơn giản mà, chỉ có nhân mỡ hoặc là nhân ngọt thôi. Cái đường thể như dưới ấy mà, như đậu á, càng nhuyễn mà, cái đó thì em ngon mà. Nhưng mà nhân mỡ thì ăn nó cũng được thôi mà. Mình nghĩ là miền Bắc nó có đầy đủ gia vị hơn mà.
thời của hàng cái bánh ú bên ngoài gói vuông thì bên đây gói hình tam giác này. Ăn đúng ngon mà. Cái nhìn nó thấm á, có mấy cái đợt sau làm hơi đơn giản mà. Chỉ có đồ xanh như ấy thôi, nó không có đơn giản như, nó không có ấy như mấy lần trước, có mấy lần ấy ăn đúng ngon. Coi trên mạng có bánh ú trà cuộn như bánh tét trà cuộn luôn, tính đây là tết mua về ăn thử coi sao, có giống như cái nhà mua không mà. Nó ở nhà mua nó ăn ngon đó. Chưa mấy đợt sau ăn nó hơi ấy thôi, ít nó ít nguyên liệu mà, cho nên cảm giác nó không ngon hơn, với lại nó không thấm. Còn bánh chân về thì nó hơi đơn giản quá mà, phải thêm mua. Nhưng không biết có xào không mà, xào cho nó thấm á, gói ăn nó ngon mà. Nếu không xào chín thì xào sơ cũng được, mà cho cái mấy cái dây vậy nó thấm vô mà. Xong rồi lúc hấp á, nước nó chảy ra mà, ăn với nếp á. Nếp thì mọi người giống như cảm giác như cơm mà gạo dẻo á mà, giống như xôi vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Làm sao cho nó thấm vô là ăn ngon mà. Ăn ông thì thấy nó hơi đơn giản mà, thấy nó không đặc biệt lắm mà, nhưng mà chiên á, chiên ăn ngon, chấm miếng tương ớt nó cay cay nữa ăn ngon mà, chiên cho nó giòn mà, giòn giòn xíu, nói chung cho nó mà ngã màu vàng vàng á, ăn nóng ngon ngon mà, giòn giòn á, chấm miếng tương ớt, bao ngon, còn không ăn vậy cũng được mà, nhưng mà chỉ sợ lạc thôi mà. Nhiều khi cái nếp này kia ấy kia nó ăn lạc, mọi người ăn không quen, chấm tương ớt ăn cho nó ngon. Măng dôi chuối mà sảnh đó mà, sảnh đó qua thấy đường rồi đó. Uống vụ này nó ngán luôn, ngán thơm thì thơm mà sẽ xị thiện luôn, mà uống hồi ngán quá, phải dằn mấy miếng chanh cho đỡ ngán mà, tại chắc nó ngọt quá mà, ngọt quá nó ngán, uống vậy là không có để đường luôn mọi người, tắt đá mọi người, vậy mà vẫn phải để đá thêm mọi người, nó ngọt quá ngán mà, dằn mấy miếng chanh vô. Còn dù bích kỳ thì uống được mọi người, cái công thức giống như vậy mọi người, để lát chanh nó bự bự xíu mọi người, gần nửa lát mọi người, coi như hai lát bán mọi người. Hai muỗng đường mọi người, tầm hai muỗng đường nhỏ nhỏ giống vậy, hai ba muỗng vậy, tùy khẩu vị mọi người, uống ngọt quá nó ngán thì giảm đường là mọi người, để đá vô uống đúng ngon rồi, uống xịt nó thơm mọi người. Hoặc là do có thể này uống cái mùi vụ sẽ xị nó quen đó mọi người, cho nên giờ uống cảm giác nó không đặc biệt lắm mọi người, kiểu giống như uống nước ngọt á, nó quen á, cho nên giờ uống vụ cảm giác nó không có đặc biệt á, như là uống thì nó ngán quá. Còn mấy cái kia chưa uống mà. Lên cá mà sẵn đâu mà quay á, chả thơm luôn rồi, đúng thơm luôn, sẵn thề luôn rồi, chút đó, cái nếp này ăn đúng đúng no luôn rồi. Chiều ăn có miếng mà, ăn mà tới no nó no đâu, tới chiều ăn không á, thường thì có lúc cỡ chiều mà, nhưng mà ăn không nổi nữa mà, no tới giờ ăn có hai miếng mà, mình lại bắt đầu thấy nó no mà, không có ăn cơm luôn mà, nếp chắc không màu no mà. Ngứa mà, sảnh đâu mà, sảnh à. Chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng và có một đêm thật là vui vẻ, thì sẽ được phúc nhiều ba mọi người, sẵn như không biết mà sẽ được.
nay gió gần nó ly hơn nó ly 10 cho nên nó hơi nhiều 30 người.